Hello, xin chào toàn thể tất cả các anh em, tất cả những người yêu thích chim chích chòe than trên toàn quốc. Ngày hôm nay, như đã hứa với anh em, mình lại lên cho anh em một siêu phẩm chòe than bổi một tháng lồng. Than bổi một tháng lồng, bộ to, dáng chuẩn, đuôi vẩy tít. Đây, các bạn quan sát có thể thấy là một em chòe than bổi mới gần một tháng lồng, bộ to, cánh sẹ gà tre, đuôi lúc nào cũng vẩy tít, đuôi của nó là cực nhạy, đuôi cực nhạy các bạn nhé. Đấy, mời anh em quan sát ngắm bộ dạng bộ bóng bộ của em nó, ngắm bóng bộ của em nó và tự đánh giá em nó. Đây, mức độ anh em tự đánh giá em nó. Mình xin lưu ý với anh em là mình chuyên tuyển những em bổi bẫy đấu tố chất, một là phải là mau mỏ, tố chất, đuôi nhạy. Hai là thường là những em bộ to. Còn là những em bộ cao phải là những em phải thực sự là tố chất mau mỏ. Đây, các bạn có thể quan sát, đánh giá về em chòe than này. Em này là, xin nhắc lại với các bạn là em này là mới gần một tháng lồng, chỉ ăn cám gà. Và thỉnh thoảng mình cho em nó một vài con sâu quy, hoặc là mỗi ngày thì mình cũng cho em nó khoảng 4-5 con sâu rồng để bồi bổ sức khỏe cho em nó, giữ được cái chất cho em nó. Đây, các bạn có thể quan sát một em bồi lông ôm sát người, bộ to, đuôi vẩy tít, có thể nói là có một cái đuôi cực nhạy, mình trường, đuôi dài. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy một em mình trường đuôi dài, lông ôm chặt lên cơ thể. Thế và em này thì mỗi lần mình cho tắm thì em nó cũng đã rít, huýt và chè. Và mỗi lần cho ra phơi nắng cũng đã có những cái động thái rít và chè. Thế thì mời anh em theo dõi video, quan sát bóng bộ của em nó. Một em chòe than rất là trường chim, mình to, dài, chim. Thế và em này hiện tại là còn đang rất gầy, mới về tay mình khoảng một tuần nay, còn đang rất gầy. Thế tuy nhiên là mình bắt đầu bồi bổ cho em nó một ngày cũng được khoảng 5-7 con sâu quy hay là 3-4 con sâu rồng. Thế và em nó cũng đã có những cái dấu hiệu thể hiện một em chim đầy tố chất, đứng là không lúc nào yên, đuôi lúc nào cũng vẩy tít. Đấy, đuôi lúc nào cũng đánh đều, không bao giờ duỗi đuôi thẳng về phía sau. Thì mời anh em thưởng thức video và đánh giá về bóng bộ của em nó. Mình cũng xin báo giá một em bổi, bộ to, dáng chuẩn, mỏ mỏng, đầu tương đối bằng, đuôi vẩy tít, cánh sẹ gà tre. Em này ra đi với giá bảo tồn 500k. Mình sẽ ship trên mọi miền của Tổ quốc khi có xe đi qua. Anh nếu anh em ưng ý thì nhấc máy lên alo cho mình. Và mình cũng xin nói luôn là nếu mà anh em mà ưng ý thì khẩn trương nhấc máy lên alo cho mình. Chứ nếu không, những em chim hay như thế này thì khó mà có thể ở lại được lâu ở trên mạng được. Sẽ có rất nhiều những anh em gọi là kết. Và nếu mà chúng ai mà
yêu thích mà còn chần chừ chậm chạp, em nó sẽ bay về với chủ khác. Thế xin trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu anh em xem video mà còn quan tâm để ý đến những em chòe than, chòe lửa, họa mi thì có thể đăng ký kênh để đón xem những video mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.